Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với các ván cờ theo yêu cầu Hôm nay mời các bạn quay trở lại năm 1895 của thế kỷ trước Để đến với giải đấu tổ chức tại Hastings Một thị trấn ven biển của nước Anh Giải đấu tại Hastings năm 1895 Quy tụ những kỳ thủ mạnh bậc nhất thời bấy giờ Như là vua cờ đầu tiên Wilhelm Stennis Vua cờ thứ hai Emmanuel Lasker Kẻ thách đấu vua cờ thứ nhất Mikhail Chigurin bác sĩ Sibek và rất rất nhiều kỳ thủ mạnh khác nữa. Không chỉ quy tụ những kỳ thủ mạnh bậc nhất, giải đấu này còn được rất nhiều người nhắc đến vì số lượng các kiệt tác nghệ thuật mà các kỳ thủ tạo ra. Trong các kiệt tác đó, không thể không kể đến ván cờ giữa vua cờ đầu tiên William Stennis và một kiện tướng quý tộc người Đức Kurt von Baden-Leben. Đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Ly Đặng bạn Dương Trinh Dương và bạn James Meme. Trước khi ván cờ này diễn ra thì Cuvon Baden-Eben có khởi đầu khá là tốt, ông đứng thứ hai với 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Nhưng mà sau khi gặp Wilhelm Steinitz thì ông chỉ giành được thêm có 4 điểm sau 12 ván nữa. Vậy điều gì khiến phong độ của ông trở lên xa sút như vậy? Mời các bạn theo dõi ván cờ sẽ rõ nhé. Ở ván này Steinitz được cầm quân trắng đi trước ông mở màn với nước tốt E4. Cút von đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng đi tượng C4 hình thành khai cuộc Italy. Đen đi tượng C5 hình thành biến Duoco Piano trong khai cuộc Italy. Trắng đi tốt C3 làm bàn đạp đẩy tốt lên D4. Đen đi mã F6 tấn công tốt trắng và chuẩn bị nhập thành. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt D4 tấn công tượng đen Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Đen đi tượng B4 chiếu Trắng nhảy mã C3 cản chiếu và bị ghim Tiếp theo thì đen nên lấy mã ăn tốt trắng Mã trắng đang bị ghim sẽ không thể ăn lại Đen lãi được một tốt Nhưng ở ván cờ thực tế Đen lại đẩy tốt D5 để tấn công tượng trắng tốt trắng ăn tốt đen mã đen ăn tốt trắng trắng nhập thành tiếp theo thì đen nên lấy tượng ăn mã trắng tốt trắng ăn lại tượng đen thì đen nên nhập thành chứ còn không được ham hố mà lấy mã ăn tiếp tốt trắng vì nếu mã đen ăn tiếp tốt trắng thì trắng sẽ đi hậu b 3 tấn công mã đen và kết hợp với tượng tấn công tốt f 7 đen chắc chắn sẽ mất mã còn nếu mà chạy mã thì tượng trắng ăn f 7 xe trắng sang E1, tượng trắng lên A3, đen sẽ thua nhanh chóng. Trở lại ván cờ thực tế, đen đi tượng E6 bảo vệ mã, trắng liền phi tượng lên G5 tấn công hậu đen. Nếu đen đẩy tốt F6 tấn công lại tượng trắng, thì trắng sẽ bình xe E1 ghim và tấn công tượng đen. Nếu tốt nhất cho đen là nhập thành, cách ly vua vào góc bàn cờ cho an toàn. Khi đó thì xe đen à, xe trắng ăn tượng đen Tượng đen ăn mã trắng Tốt trắng ăn tượng đen Tốt đen ăn tượng trắng Trắng hiệu B1 tấn công tốt đen B7 Đen mà đẩy tốt B6 thì xe trắng ăn mã đen Đen mà nhảy mã A5 bảo vệ tốt Thì tượng trắng ăn mã đen Hậu đen ăn tượng trắng thì xe trắng E5 xin chết mã đen Đen mà bình xe B8 bảo vệ tốt thì trắng sẽ đi hậu E4 kết hợp với tượng tấn công mã đen. Đen chắc chắn sẽ phải chạy vua H8 để tránh nước chiếu mở của trắng và bị mất mã. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không để tốt F6 tấn công lại tượng trắng mà lùi tượng về E7. Trước việc các quân đang rằng xé nhau rất là phức tạp như thế này, trắng phát động tấn công. Tượng trắng ăn mã đen, tượng đen ăn tượng trắng, mã trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn tượng đen, mã đen ăn tượng trắng. Trắng bình xe E1 ghim mã đen, ngăn đen nhập thành. Đen để tốt F6, chắc là định đưa vua lên F7 rồi bình xe E8 để nhập thành nhân tạo. Trắng liền đi hậu E2 Trồng quân với xe tạo thành súng cao su Nhắm thẳng mã đen mà bắn Đen lùi hậu về D7 bảo vệ mã Trắng bình xe C1 kiểm soát cột nửa C Ở đây thì đen nên chạy vua F7 Để nhập thành nhân tạo Mở đường cho hai xe sang trung tâm tham chiến Hậu trắng C4 chiếu Và kết hợp với xe tấn công tốt C7 Thì mã đen C5 cản chiếu và bảo vệ tốt Trắng sẽ không làm gì được đen Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế thì đen không nhập thành nhân tạo mà lại đẩy tốt C6. Trắng liền đẩy tốt D5 và thí tốt. Tốt đen ăn tốt trắng. Trắng nhảy mã D4. Giờ thì đen mới chịu đi vua F7 để nhập thành nhân tạo. Trắng nhảy mã vào E6 biến thành mã bạch tuộc. Sau đó thì sẽ phi xe xuống C7 để tấn công hậu đen. Đen liền bình xe C8 để ngăn xe trắng lao xuống. Trắng hiệu G4, dọa ăn tốt G7 chiếu. Lại còn dọa nhảy mã về G5 chiếu bắt hậu. Đen đẩy tốt G6. Trắng nhảy mã G5 chiếu. Vua đen chạy E8. Trắng thí xe ăn mã đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiết tài. Ở đây thì đen nên lấy hậu ăn xe trắng. Xe trắng ăn xe đen, xe đen ăn xe trắng, hậu trắng ăn xe đen hậu đen D8 cản chiếu, hậu trắng ăn hậu đen, vua đen ăn hậu trắng. Trắng lãi được một mã và chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà với một quân mã như này thì cũng vất vả để có thể dồn ép được đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì đen không ăn xe trắng mà lại chạy vua F8. Và chính điều này làm nên siêu phẩm xe điên của Wilhelm Stennis. Bởi vì ở đây chỉ cần trắng ngừng chiếu thì xe đen sẽ ăn xe trắng chiếu hết. Nên trắng liền bình xe F7 chiếu tiếp. Vua đen chạy G8. Trắng bình xe G7 thí xe để chiếu tiếp. What the fuck? Và máy tính lại đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu hậu đen ăn xe trắng thì lại giống phân tích ban nãy. Xe trắng ăn xe đen, xe đen ăn xe trắng. Hậu trắng ăn xe đen chiếu. Hậu đen F8 cản chiếu thì hậu trắng ăn hậu đen. Vua đen ăn hậu trắng. Trắng lãi được một mã và sẽ giành chiến thắng. Còn ở ván cờ thực tế, đen chạy tiếp vua H8. Xe trắng không chịu buông tha cho vua đen mà ăn tốt chiếu tiếp. Sau nước đi này thì đen đành dừng đồng hồ chịu thua. Bởi vì nếu tiếp tục thì chỉ có hai cách. Một là hậu đen ăn xe trắng, khi đó thì xe trắng ăn lại xe đen. Xe đen ăn xe trắng, hậu trắng ăn xe đen chiếu, buộc hậu đen g8 cản chiếu. Hậu trắng ăn hậu đen, vua đen ăn hậu trắng, trắng vẫn lãi được một mã và chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Cách thứ hai là đen chạy vua g8. Khi đó thì xe trắng lại g7 chiếu. Nếu mà vua đen chạy f8 thì mã trắng h7 chiếu và thí xe. Vua đen ăn xe trắng. Hậu trắng ăn hậu đen chiếu bắt luôn cả hai xe của đen. Đen sẽ thua nhanh chóng. Vua đen mà chạy H8 thì hậu trắng H4 chiếu. buộc vua đen ăn xe trắng. Hậu trắng H7 chiếu. Vua đen chạy F8. Hậu trắng H8 chiếu. Vua đen chạy E7. Hậu trắng G7 chiếu. Vua đen chạy E8. Hậu trắng G8 chiếu. Vua đen chạy E7. Hậu trắng F7 chiếu, vua đen chạy D8. Hậu trắng F8 chiếu, buộc hậu đen cản chiếu. Khi đó thì mã trắng F7 rồi hậu trắng D6 chiếu hết. Do đó, sau nước thí sen lấy tốt của trắng thì đen đánh dừng đồng hồ chịu thua. Có lẽ là chứng kiến cảnh vua của mình bị rượt đuổi như phim hành động khiến cho tinh thần của cútbon Baden-Leben bị ảnh hưởng. Cho nên 12 ván tiếp theo phong độ của ông mới xa sút và chỉ giành được thêm có 4 điểm. Như vậy là với nước thí xe điên, với nước xe điên thần thánh truy sát đến tận cùng, đánh cho vua đèn lên bờ xuống ruộng, đánh cho vua đèn thất điên bát đảo, thì Wilhelm Stanis đã giành chiến thắng một cách ngoãn mục. Ván cờ này được bình chọn là ván cờ hay nhất của giải đấu năm đó. Các bạn có thấy hay không? Nếu mà thấy hay thì cho mình xin một like nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào hẹn gặp lại.